mang danh tự do tôn giáo, USCIRF lại hành động lạc lối. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, USCIRF vừa đưa các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc vào danh sách nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin toàn cầu. Hành động này đang đi ngược với giá trị chân chính của tôn giáo. Lâu nay, dư luận bức xúc trước những lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bởi nơi đây có nhiều vi phạm, đặc biệt là hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Theo kết luận của cơ quan chức năng, từ năm 2016, Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng không được ngành chức năng và giáo hội Phật giáo tỉnh Long An công nhận. Lê Tùng Vân đổi tên cơ sở này thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để tiếp tục hoạt động. Từ năm 2019 đến năm 2021, Lê Tùng Vân đã cầm đầu chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc, 62 tuổi, sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng lên Facebook và YouTube thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Tổng cộng có 5 video và một bài viết trên mạng xã hội của nhóm người này được phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang điều tra về hành vi lừa đảo xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Vụ việc đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Liên quan đến vụ án này, ngày 21 tháng 7 năm 2022, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, bị phạt mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc, 3 năm tù. Ngày 3 tháng 11 năm 2022, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã bác kháng cáo, đồng thời tuyên y án bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo khác cũng giữ mức án như sơ thẩm. Cũng theo Hội đồng xét xử, nhận định của tòa sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, tuyên đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngay sau phiên tòa phúc thẩm xét xử, USCIRF đã đưa Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc vào danh sách nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin toàn cầu. Hành động này đang đi ngược với giá trị chân chính của tôn giáo. Một số cá nhân chống đối, vin vào lý do này, cũng hùa theo có những bình luận sai trái đả phá chính quyền. Lê Tùng Vân là đối tượng chống đối, không có đóng góp gì cho hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, tự bào chữa cho mình và trả lời trước phiên tòa, bị cáo Lê Tùng Vân cho biết: "Tôi không hề theo tôn giáo nào, chưa có vợ con và mong được lấy vợ." Trong khi đó, các hành vi vi phạm pháp luật của Lê Tùng Vân đã được Công an tỉnh Long An thu thập đầy đủ chứng cứ và tòa sơ thẩm, phúc thẩm đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, được dư luận đồng tình. Việc USCIRF lấy danh nghĩa tôn giáo để lên tiếng bênh vực cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Câu hỏi đặt ra là tổ chức này có đại diện cho những người theo tôn giáo chân chính hay lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào nội bộ nước khác? USCIRF đã cố tình làm ngơ trước các chứng cứ mà các cơ quan chức năng Việt Nam thu thập chứng minh hành vi sai phạm của những người trong cái gọi là tịnh thất này. Kết quả điều tra cho thấy Tịnh Thất Bồng Lai chỉ là mạo xưng,
những người ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo, không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa tu sĩ Phật giáo, hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ, làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Tổ chức Phật giáo Thế giới, mà trực tiếp là Tổ chức Phật giáo ở Việt Nam. Liên quan đến vụ việc ở tỉnh Thất Bồng Lai hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp tục phục hồi tin báo tố giác tội phạm và khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng tin báo về hành vi loạn luân, Cơ quan An ninh Điều tra đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết. Cần nói thêm rằng, từ năm 2012 đến nay, USCIRF liên tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC, bất chấp những thành tựu về đảm bảo các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. USCIRF đã cố tình áp đặt những định kiến chủ quan của họ để đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Với hành động sai lệch như vậy, mục đích của USCIRF đã hậu thuẫn tiếp sức cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật núp dưới vỏ bọc đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp nội bộ. Một tổ chức quốc tế về tôn giáo lẽ ra phải đại diện cho danh dự, giá trị chân chính của chính đạo, chứ tại sao lại cổ vũ, bênh vực cho những kẻ bệnh hoạn đi ngược với lương tri nhân loại, chà đạp lên giá trị đạo đức? Điều đó cho thấy tổ chức này không đại diện cho những người theo tôn giáo chân chính, không vì sự phát triển xã hội và hòa bình thế giới mà lại lấy danh nghĩa tôn giáo để thực hiện động cơ, ý đồ riêng. Thiết nghĩ USCIRF với cái tên mang tính nhân quyền, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, thì cần phát ngôn và hành động cho đúng với danh xưng đó. Cần có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, đúng sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, tránh đưa ra những đánh giá sai lệch, xuyên tạc.